Chào quý vị các bạn, mình đang đi chợ Bà Chiểu ngày ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão nha. Thì hôm nay theo tục lệ của người Sài Gòn, người ta đi mua thứ nhất là một cái con cá lóc nướng. Hôm nay chưa đi mua cá lóc nướng, hôm nay đi mua thịt quay, bộ tam sên về cúng thần tài nha. Đó, thì ngày mùng 10 là ngày cúng đất và cúng vía thần tài, cho nên mọi người thường hay đi mua thịt quay và cái con tôm càng xanh. Thì hôm nay rồi đến ngày mùng 10 thì người ta nướng cá lóc để cúng ông thần đất, những người để tưởng nhớ công ơn những người đi mở đất. Thì hôm nay mới mùng 8 thôi, mình chưa có thì mọi người chưa có đi mua cá lóc, thì mình sẽ quay cho các bạn coi hôm nay thì mọi người sẽ mua cái gì nha. Thì hôm nay thì mọi người đi mua trái cây để thay bàn thờ, rồi mua bông vạn thọ nếu quý các bạn nhé, bông vạn thọ để chuẩn bị sửa soạn bàn thờ để cúng đầu năm, cúng đất đầu năm. Và đây là cái quang cảnh ở bên ngoài của chợ Bà Chiểu. Đây mọi người thấy không, ở đây người ta bán bông vạn thọ, bông cúc này rất là nhiều luôn. Bên cạnh đó thì có những loại trái cây ở miền Nam, mùa này trái cây rất là nhiều. Đây cũng có rất là nhiều hải sản, nhiều người đi mua hải sản, mua ốc nữa nha các bạn. Đây là một cái quầy trái cây, nhìn màu xanh rất là bắt mắt luôn này. Đó. Nhiều nhất là ổi, táo, xoài, cóc, nhãn, mận, vú sữa, mùa này vú sữa, dạ, mùa này vú sữa thanh long nha. Anh quay trái cây đầu năm thôi. Nhìn rất là đẹp luôn, đó xoài, đặc biệt xoài cát hòa lọc trái đó là đẹp luôn các bạn. Ở đây nguyên một dãy hàng trái cây luôn. Chợ hôm nay đông lắm. Đây là một quầy bán cá ở bên ngoài đường Vũ Tùng, bên ngoài chợ. Thường đến ngày mùng 10 thì cá lóc nướng con tầm 100 đến 150 nha quý vị, giá nó tăng lên để do nhu cầu người ta mua nhiều. Thì cá lóc này bán ký nhiêu vậy? 85.000. Cá lóc này 85.000. Dạ. Đây là tôm càng. Thì bên đường Vũ Tùng á, mình thấy có cái quầy bán các loại bánh cúng đầu năm. Thì thường người ta cúng các loại bánh. Đây là bánh tổ. Bánh tổ nha, bánh tổ phải không gì? Bánh tổ. Dạ. Rồi cái bánh này giống bánh bông lan của người Hoa hả chị? Dạ, bánh nở phát tài nè quý vị các bạn. Và đây là cái bánh gì chị? Bánh gì? Dạ, bánh đại phát. Dạ, bánh đại phát nè. Bánh bao hả chị? Bánh bao. Rồi các loại bánh nở phát tài nè. Dạ. Rồi bánh trái đào. Chị thường mùng 10 thì người ta hay cúng cái gì vậy? Cúng ông thần tài. 10 tháng giêng cúng ông thần tài. Ta cúng cái bánh này. Dạ. Còn người ta cúng cá lóc nướng là cúng cái gì chị? Nhiều thứ cúng lắm. Muốn cúng cá lóc thì cúng, muốn cúng bánh thì cúng. Dạ. Thịt quay rồi cúng bộ tam sên. Tam sên là cúng ông thần tài ông địa chị. Rồi dạ. Cúng thịt luộc rồi tùm lum hết, ai cũng cúng gì cúng. Dạ 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 dạ. Mà đúng ra thì ta cúng cái bánh tổ này cho ổng đầu. Dạ 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 dạ, em cảm ơn chị nhiều nha, cho em biết cái thông tin đó. Dạ dạ, cảm ơn chị. Đây cái quầy của chị là phía sau đường Vũ Tùng, phía sau lưng chợ Bà Chiểu nữa các bạn. Nãy thời phía trước đó mình có thể thấy là chợ Bà Chiểu hôm nay là mọi người đi chợ rất là đông luôn nha. Em mới tầm khoảng 10 giờ thôi giờ thì rất là đông. Chính một phần là dạ. Không có bánh bán. Dạ dạ, nay mới mùng 8 thôi, người ta bán bông trái cây rồi, ta đi mua bông trái cây để thay bàn thờ rồi đó. Bữa nay mùng 8 là ta cúng sao. Dạ, cúng sao. Cho họ
còn mùng 9, mùng 10 đó bắt đầu cúng thần tài, ông địa với ông chủ đất rồi đó, dạ, cúng đất đai. Dạ. Mấy ngày đó nhiều khi ta làm ăn ta cũng khai trương luôn. Dạ, dạ, dạ. À, năm nay mùng 9 là rơi vào thứ hai đầu tuần nha quý các bạn, nên được mua để cúng quậy rất là đông. Dạ. Đó, thì hiện tại chợ rất là đông vui luôn quý các bạn. Bán quầy rau có bảng giá rồi sẵn luôn. Sẵn luôn. 25 4. Đây là đường Trịnh Hoài Đức nha quý vị các bạn. Ở đây thì bán rất là nhiều trái cây với lại hoa luôn nè. Đường bên khuôn viên của bên lăng ông Lê Văn Duyệt nữa các bạn. Rồi, clip mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.